Truy cập ngay murobot.vn nếu bạn đang có nhu cầu nạp robot giá rẻ, cũng như cày thuê các tựa game hot nhất hiện tại trên Roblox, uy tín, nhanh chóng và chất lượng. Bạn lựa ngay tại murobot.vn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Nếu bạn là tín đồ của những tựa game thủ thành, đặc biệt là thủ thành anime, thì bên cạnh tựa game trước đây, hiện tại vẫn còn người chơi rất nhiều, đó là tựa game All Star Tower Defense. Và ngày hôm nay, trong Roblox vừa xuất hiện một con game thủ thành cũng là anime. Đây chỉ mới phiên release thôi, mà số lượng người chơi đã bùng nổ như vậy, 40.000 người. Game này có tên là Anime Adventure, hãy cùng mình theo dõi trong video này và trải nghiệm nó nhé. Thì cái phong cách thiết kế của tựa game này về cái bản đồ của bạn làm mình liên tưởng tới một tựa game Anime Dimension. Chúng ta có một quảng trường nè và xung quanh mình có những tòa nhà với những công năng khác nhau ha. Rồi thì nói về một tựa game thủ thành thì chúng ta chỉ việc đi vào đây gacha game nè, dùng đơn vị tiền của mình gọi là kim cương à, để chúng ta thể summon những con unit. Và game cũng cho mình một cái Legendary PT, mình hay gọi nó là chế độ từ thiện, tức là nếu bạn xui lắm bạn quay cái này lên 100% thì auto nó cho các bạn một con Legendary. Và hiện tại thì để mình quay video game, con Legendary á là Goku Rose và Mythical của mình á là Madara. Đi vòng vòng coi có gì thú vị hay không. Thiệt ra nói như vậy thôi, bạn thấy cấp độ mình cấp 2 không? Server VIP game này hoàn toàn miễn phí. Và trước khi vào quay clip, mình đã có chơi thử khoảng tầm 1-2 trận rồi. Đánh giá chung của mình là tựa game này đồ họa ok, skill chơi khá là mượt nha. Không biết một phần phải do máy mình nó mạnh hay không, nhưng khi mình bắt đầu trận đấu, những effect nó không khiến cho máy mình bị lắc. Kế bên những chỗ summon, mình có thêm một con Merchant nha. Cái con Merchant này lâu lâu sẽ xuất hiện và nó bán cho mình những vật phẩm gì đó trong game. Đây có code nè, mình sẽ để cái link web nhập tất cả code trong tựa game này. Nhập xong nó cho bạn khoảng tầm 500-600 gem gì đó. Mới đầu vô game mình đâu có tiền, muốn kiếm gem thì phải chơi. Mà một trận cái bàn win thì sẽ không kiếm được nhiều. Cũng như đằng sau lưng mình sẽ có một cỗ máy treo AFK, ai có nhiều thời gian thì cứ treo thôi. Kế tiếp đề cập tới phần giao diện của game, chúng ta có phần Inventory, nơi mà các bạn có chứa item, về boost, về kinh nghiệm, rồi material. Nói chung là game này đã có đầy đủ mọi thứ rồi. Cứ chơi game, chơi càng nhiều, hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều thì các bạn sẽ được bonus thêm những phần thưởng về gem. Cửa hàng shop Game Pass của mình thì có VIP, có Shiny Hunter. Có vẻ như là trong cái tựa game này, một con unit, nếu bạn may mắn quay một con unit, nó cho các bạn trạng thái Shiny luôn. Cái điều này thường xuất hiện ở những tựa game Simulator. Rồi hiển thị ba con unit nè. Và cái này ngon ha. Nói chung chơi game mình không cần mạnh các bạn, chỉ cần đẹp là ok. Cái này nó cho các bạn hiển thị ba con unit. Ok chưa? 1, 2, 3. Thay vì là một con unit thì mua Game Pass nó sẽ cho bạn ba con. Đi theo mình giống như là tựa game Simulator ha. Và một cái điểm mình nhận ra là tựa game này những con unit không thể fit như tựa game All Star được. Nghĩa là con nào bạn không xài bạn không thể fit nó đi, chỉ có thể bán nó thôi. Đấy, muốn bán Zoro thì bán được 50 coin, 50 gold. Cái gold này có vẻ như là nó dùng để quay chỗ này. Hiện tại mình có 150 gold nhưng mà hiện tại chưa có vòng xoay để cho chúng ta quay được. Quay. Mình có Ichigo. Ichigo là một con 27%. Mình có Tanjiro, Sakura. Lần quay cuối cùng, bang bang bang, boom, là Tanjiro các bạn à. Trong tương lai mình nghĩ là tựa game này sẽ có chế độ dung hợp, chế độ Evolution. Nói về chế độ Evolution thì trong đây cũng có rồi. Một con tên là Thread, thì cái Thread này nó tương đương với lại Basil. Basil trong Anime Fighter á, kiểu vậy. Những cái Basil bạn sẽ có được Superior, Grand, Nimble, Adept, Curling, Snipper rất nhiều nha. Và mỗi cái Basil này, mỗi cái Thread này, khi bạn quăng vào cái con unit của mình, các bạn reroll, bay tui bằng robot cũng được. Bạn reroll bằng cái cục này. Cái cục này theo mình nhớ là các bạn phải mua từ cái con Merchant. Còn nếu bay to win á, thì một lần chúng ta quay là tốn 129 robot. Và đây mình đã quay một con rồi, Todoroki, close up lửa băng. Quay được một cái bass siêu tên là rank 3. Thì nó giúp cho con unit các bạn khi mà đặt ở trong cái map, nó sẽ tăng cho mình cái phạm vi, cái rank nó sẽ xa hơn. Mỗi con unit á, thì nó sẽ cho mình ba chỉ số đương nhiên rồi, về dam này, về tốc bắn nè, về rank. Một số con đặc biệt thì cho mình thêm hồi máu nữa. Đây, con Sakura cho mình cộng 25. Và chắc chắn mình nghĩ là trong tựa game này sẽ có những con bơm tiền. Đội hình hiện tại của mình như vậy, chúng ta có Tanjiro, mình có Zoro, mình có Zenitsu và Todoroki. Thì con Todoroki Epic này nó cho chúng ta thêm một chức năng Slow, nó làm chậm con quái đi. Rồi review sơ sơ với bạn như vậy ha, đồ họa đẹp, effect mượt không lắc. Bây giờ mình sẽ cùng vào chơi thử một trận cho bạn coi. Do game thủ thành mà, một trận chơi khá là lâu, nên chỉ cho một trận thôi. Một cái story thì nó cho mình khoảng tầm 6 trận đấu, mình chọn trận thứ 3 nha. Một map thể chơi được 4 người, những bạn bên ngoài bị kẹt. Có thêm một phần các bạn cũng mới chơi như mình. Một cái story các bạn đi sẽ có 15 quay. Và với mỗi con unit cũng sẽ có chế độ chọn cho nó. First, Closet, Last. Tức là mục tiêu của mình á. Chọn mục tiêu xa nhất, chọn mục tiêu khỏe nhất, chọn mục tiêu yếu nhất, chọn mục tiêu đầu tiên. Bên cạnh đó bên góc trái có phần setting. Nếu bạn muốn chi tiết hơn thì show những cái info. Show về máu với con unit nè. Show về dam nè. Show về những cái chỉ số trên đầu nè. Nếu bạn thấy game lag thì có thể kéo xuống phần setting chỗ này. Bật hai chế độ lighting này lên. Rồi phía đầu tiên này mình sẽ đặt một con Zenitsu. Game này chơi cũng dễ nữa các bạn.
Mình không biết là dữ liệu cân bằng hay chưa, nhưng mình thấy cảm giác chơi rất là dễ. Hãy cùng coi về những cái con unit của các bạn khác nào. Các bạn có Sasuke này, có Piccolo nè, rồi có con nhỏ như trong Hoàng Quyền Siêu Anh Hùng nè. Con nhỏ này điều khiển trọng lực nè các bạn, Gravity. Đây là Bakugo ha. Rồi nâng cấp lên tiếp, Todoroki cấp độ 3, Todoroki cấp độ 4. Và khi các bạn nâng cấp lên cấp độ 5, con này có 5 cấp độ, 3.500 tiền. Thì con này nó cho chúng ta một cái skill Close Up Lửa Băng, Fire and Ice. Theo thông tin nữa là những con nào có chiều Ground, ô xanh dương như vậy là những con đặt dưới đất. Còn những con có ô màu xanh lá cây tên là Hill, những con đó là những con đặt trên đồi, đặt trên cao như vậy ha. Mình sẽ đặt thêm một con Zenitsu ra nha. Cấp độ cuối cùng là 5.000 tiền, đam sẽ từ 48 lên 54. Và đương nhiên rồi, càng nhiều người chơi thì máu con quái sẽ càng nhiều. 1031 cho wave thứ 10, wave thứ 11. Mình vừa lên máy một con Todoroki nè, đam 101, speed là 4, rank là 14.6. Thì cái rank này có vẻ đã tăng rồi. Hồi nãy mình cho bạn coi là con Todoroki mình có một cái trait, một cái passive tăng cái rank của mình cấp độ 3. Thì nãy giờ bạn thấy theo dõi được cái effect từ game này nó khá là 60 FPS. Nó không có bị giật giật á. Thì có vẻ như từ game này là một cái từ game khá là tiềm năng. Do là thủ thành về anime không phải là mới, nhưng mà đa số cái từ game ra một thời gian rồi, nó cũng sẽ bị lụi tàn đi. Do cách chơi nè, do đồ họa, do tối ưu game. Đây là wave cuối cùng nha các bạn. Con boss của map này tên là Zezum, 15.000 máu, càng đấy. Hình như mình solo chỉ có 5.000 thôi, 3 người chơi một server ha, cho nên là 15.470 máu. Còn Zenitsu thì mắc dữ vậy, 5.000 tiền cấp độ cuối cùng, bây giờ mới có 4.500 thôi. Nếu mà cái rank nó vượt qua, mình sẽ bán những con chỗ này, tiếp tục bơm cho cái đường dưới. Bán Zenitsu ha, đặt Zenitsu chỗ này. Đúng là bán đi nó không có nhiều tiền, bán được có nửa tiền thôi. Ok, win game các bạn. Cũng hơi trôi hàng một chút xíu nha. Những con pet của mình, những con unit của mình đã cộng theo kinh nghiệm nè. Càng lên cấp chỉ số sẽ càng cao thôi. Và chúng ta có 75 gem và 50 kinh nghiệm. Game cho chúng ta thêm 2 cái pin. Như mình có đề cập là unit trong từ game này các bạn không thể feed. Thì như vậy cho nên là những vật dụng như là hộp đậu chính là những cái material các bạn dùng để cộng kinh nghiệm cho con unit của mình. Rồi, cảm ơn hai bạn trong server và cảm ơn theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.